Bộ phim Đại tiểu thư vượt chông gai. Tập 14. Tiên khảo là công quý đạt chi thần gì? Cha Bân Nhi, con trở về rồi. Cuối cùng con lại cai quản La Gia. Con được trả thù này. Con còn thiếu một bước cuối cùng nữa. Dương Thiện thì phải trừng án. Con nhất định khiến La Tuyết Nhi phải trả giá, khiến ả nhận tội phục pháp, rửa sạch tội danh cho La Ái Liên. Cũng sẽ đưa tưởng nghiệp của La Gia phát triển rực rỡ. Còn về Sương Sương, con là trưởng tỷ của nó, sẽ khiến phần đời còn lại của nó đi vào đường đúng, không phụ lòng kỳ vọng của người với con. Tiểu thư Tiểu thư, thiếu chủ đã bày sẵn yến tiệc mừng công ở nhà, chúng ta nên nhanh chóng về thôi. Phải rồi, La Sương Sương ở ngoại trang thế nào rồi? Đã làm theo lời dặn, chăm sóc thỏa đáng, cũng không có ai giam cầm cô ấy. Ai biết được cô ấy lại tự bỏ trốn mất. Trốn rồi? Chắc là không tin tưởng chúng ta. Cô ta ở bên ngoài không có năng lực sinh tồn, vẫn nên đi tìm cô ta. Ta đã hứa với Châu Thị sẽ đối xử tốt với cô ta, thì không thể nuốt lời. Ngoài ra, điều tra về Tiêu gia Tử Trang, xem 20 năm trước ta muốn biết tất cả mọi chuyện của Tử Trang này, cả ngọn nguồn sự lụng bại của Tiêu gia và mối quan hệ giữa Tiêu gia và La Tuyết Nhi. Sau đó đi điều tra về chuyện La gia phối bình hôn với Đỗ gia. Cả hai chuyện này đều phải âm thầm điều tra, càng kỹ lưỡng càng tốt. Dạ, tiểu thư. Ta là tam tiểu thư của La gia, chỉ cần ngài có thể cứu được mẫu thân ta ra thì cây trâm này sẽ là của ngài. Ừ, chỉ có nhiêu đây thôi hả? Ta bây giờ ta chỉ có nhiêu đó, nhưng mà mẫu thân ta có tiền, chỉ cần ngài cho ta gặp mẫu thân thôi, ngài nhất định sẽ nghĩ được cách gom tiền mà. Châu Thị này là trọng phạm, cây trăm vàng này á nhiều lắm cũng chỉ là phí lót tay thôi, ít nhất cô nương phải đưa 50 lượng, ta sẽ cho cô nương vào. 50 lượng hả? Ừ, nhưng bây giờ ta chỉ có nhiêu đó thôi à, tới tiền ăn cơm ta cũng sắp hết luôn rồi, biết tìm đâu 50 lượng đây. Ơi trời ơi, cô nương mau tranh thủ nghĩ cách đi, nếu đến lúc đem người ra chém á, cô nương có hối hận cũng không kịp. Nè mẫu thân, ngoại trang của chúng ta bây giờ bị Thẩm Đăng Thanh lấy hết rồi, ả ta không có lòng tốt, còn bây giờ ông còn đường để đi nữa, bây giờ con phải làm sao đây? Hôm nay không chỉ là ngày Đăng Thanh tiếp quản Cam Lộ Đường, đồng thời cũng là sinh thần của mùi ấy, song hỷ lâm môn như vậy, ta tại đây thay mặt mọi người kính đại tiểu thư một chung. Chúc mừng mùi đạt thành ý nguyện, hy vọng mùi sau này cũng mọi chuyện thuận lợi. Đa tạ ca, cũng chúc huynh luôn nở nụ cười. Nào, chúng ta cùng nâng chung tiểu lên thư. Kính đại tiểu thư một chung. Tất cả chúng ta cùng nhau chúc đại tiểu thư dung nhan xinh đẹp, bình an vui vẻ. Đa tạ. Hôm nay là sinh thần của Đăng Thanh, huynh nhớ cô ấy phải không? Có lời gì muốn nói với muội muội thì cứ nói với muội. Được. Đăng Thanh, hôm nay là sinh thần của muội, ca ca rất nhớ muội. Ca ca bảo đảm với muội, ca ca nhất định sẽ tự tay giết chết hung thủ đã hại muội. Nếu không làm được thì để ta gánh chịu nỗi đau dằn vặt.
nằm trên lửa nóng cắt đứt ruột gan. Sao có thể nói như vậy chứ? Nếu Đan Thanh biết Quỳnh sống không vui vẻ, nhất định cũng sẽ ôm hận với Hoàng Tuyền, chết không yên lòng. Mùi không phải là mùi ấy, mùi không hiểu đâu. Đúng, mùi không phải cô ấy, nhưng mùi cũng quan tâm Quỳnh giống cô ấy. Nhìn thấy người mà mình quan tâm chịu khổ, chẳng thà bản thân chịu khổ thay. Lúc nãy mùi chúc Quỳnh luôn nở nụ cười. Đây không những là nguyện vọng của mùi, mà cũng là nguyện vọng ước thay mùi mùi Quỳnh. Quỳnh nói với mùi, ở bên cạnh Quỳnh, mùi có thể vô ưu vô lo là chính mình. Mùi cũng hy vọng Quỳnh cũng có thể sống tự tại vô ưu. Được, thù phải trả, ta cũng phải sống thoải mái tự tại. Vì Đan Thanh. Cũng vì mùi nữa. Mùi sẽ thay mùi mùi Quỳnh chăm sóc Quỳnh thật tốt, để khi Quỳnh ở bên cạnh mùi đều thường nở nụ cười. Thiếu chủ à, thiếu chủ à, tìm thấy rồi. Chất độc trên ám khí của Bách Sự Thông, thuốc giải đã dùng là hạnh cam thảo. Vị thuốc này vô cùng trân quý khó tìm, Liêu Thành cũng không có mấy tiệm bán đâu. Được, thông báo các tiêu sư đi điều tra từ hôm qua tới giờ ai đã mua hạnh cam thảo. Sau đó báo tin cho Từ Trình Phong, lát nữa bọn ta gặp nhau phủ tướng quân. Được. Hung thủ năm xưa Hà Độc Đan Thanh sắp bị lôi ra ánh sáng rồi. Chuyện cụ thể chúng ta nói trên đường đi. Phủ tướng quân. Độc mà Bách Sự Thông đã trúng quả thật là độc của Quyết Đàn Hoa, cho nên người sát hại Bách Sự Thông cũng có lẽ là hung thủ năm xưa lấy cắp tiêu vật Hà Độc Đan Thanh, mà người này đang ẩn nấp trong những người đi mua thuốc giải hành cam thảo. Cho nên chúng ta đành phải đợi danh sách mà Mậu Thần Y và các tiêu sư đang điều tra, vì vậy có thể khoanh vùng hung thủ. Tướng quân, đây là danh sách người mua thuốc, trong đó có một người họ Tiêu là khả nghi nhất. Chắc là Mậu Thần Y bọn họ đã tìm được tiệm bán hành cam thảo. Tiêu Quy, sao lại là hắn? Người này là thủ hạ của Sùng Dĩ. Lẽ nào hắn là hung thủ? Với thân thủ của Tiêu Quy, không thể giết được Bách Sự Thông. Tiêu Quy, Sùng Dĩ, Di Thân Dương. Nói vậy thì mọi chuyện đã thông suốt rồi. Hắn đi mua thuốc giải cho Sùng Dĩ. Bách Sự Thông căn cứ và manh mối ai có thể cùng lúc dùng quá thuần tán và quyết đàn qua, tìm được Sùng Dĩ chính là hung thủ năm xưa. Vừa định báo cho ta biết thì bị Sùng Dĩ diệt khẩu. Còn Sùng Dĩ cũng vì vậy mà bị thương, nên cử thủ hạ đi mua thuốc giải. Thật không ngờ hung thủ hạ độc mùi mùi của ta lại là Sùng Dĩ. Ta quyết không tha cho hắn. Tuy kẻ ra tay là Sùng Dĩ, nhưng kẻ đứng sau chỉ thị nhất định là Di Thân Dương. Lúc đó tin tức Thẩm Gia Tiêu Cục áp tiêu ngoài thánh thượng ra, chỉ có Di Thân Dương và các lão và một vài thân cận biết được. Nếu không có sự ủng hộ của Di Thân Dương, Sùng Dĩ không thể nào biết trước được tin tức này, cũng không thể lên kế hoạch chu đáo kín kẻ tới vậy. Ta vốn cho rằng lần này Di Thân Dương tới Liêu Thành là đối đầu với riêng ta. Thật không thể ngờ hắn ném đá dấu tay, tìm cơ hội để tiêu hủy chứng cứ, che giấu sự thật năm xưa giết người cướp bản đồ. Theo đó suy đoán, năm đó Di Thân Dương đã sai Sùng Dĩ hạ độc mùi mùi của ta để dẫn dụ ta, rồi lén lút lấy cấp tàng bảo đồ, sau đó tung tin giả cho bọn sơn phỉ tới chặn cướp để che tay mắt của tất cả mọi người. Đúng vậy, nữ sơn phỉ đó nghe được tin tức tới cướp rừng tiêu, trở về sào huyệt thì mới phát hiện ra trong rừng không có gì hết. Bọn chúng không biết đây là quỷ kế của Di Thân Dương và Sùng Dĩ, còn hiểu lầm Thẩm Gia của Huynh tự trông tự trộm. Hay cho kế nhất tỉnh sông điêu, hai vụ tớ này thật sự quá độc ác. Cho nên nhiệm vụ cấp bách hiện giờ là chúng ta phải nghĩ cách dụ Sùng Dĩ ra. Nếu hắn đã phóng ra ngân châm có độc, cần có dụng cụ bắn đặc thù, vậy chúng ta bắt cả người lẫn tan vật. Nhưng bây giờ Bách Sự Thông đã chết, chết không đối chứng, nếu muốn dụ hắn ra đâu phải là chuyện dễ. Tề Hương Đình. Dương gia, thương thế sao rồi? Đa tạ Dương gia quan tâm, thuộc hạ đã tìm được thuốc giải nên không sao rồi. Lần này là tiểu nhân tắc trách,
xem thường Bách Sự Thông nên mới trúng chiêu quả. Cũng may nhờ ngươi phát hiện Thẩm Tự Sơn và Bách Sự Thông có qua lại, nhanh chóng kết thúc bà ta. Nếu không, bà ta đã đem chứng cứ và manh mối điều tra được giao cho Từ Trình Phong bọn chúng. Chuyện này tuy ngươi làm không đủ sạch sẽ gọn gàng, nhưng mà cũng là có công. Sau khi ngươi lấy cắp được tàn bảo đồ, ta đã cố tình dụ bọn nữ sơn phỉ tới cướp tiêu, để bọn chúng làm kẻ chết thai. Đến bây giờ bổn vương đã hoàn toàn đứng ngoài chuyện này. Cho nên trước khi giải mật được tàn bảo đồ, không được có thêm bất kỳ sơ sót nào. Dạ, vương gia. Tự Sơn, ta đã có một cách có thể thử rồi. Lục Trúc, thật ra Sùng Dĩ không hề biết, mỗi lần Lục Trúc thả chim bồ câu truyền tin, ta đều bắt lại để kiểm tra. Ý của huynh là dùng tin tức giả dụ rắn ra khỏi hang sao? Đúng vậy. Ta có thể dùng miệng của Lục Trúc để nói với Sùng Dĩ, Bách Sự Thông đã giấu một bức mật thư ở phía sau tấm bản thiện đường, trong đó viết chứng cứ dạch tội Sùng Dĩ bọn họ. Tới lúc đó chúng ta sẽ dâng thiên la địa võng. Không lo là không bắt được hắn. Lục Trúc cô nương, cô tìm ta hả? Thiên hạ tướng quân, ta thấy hộ thủ của ngài rách rồi. Coco mì 90g, to hơn 20%, giá 4.500. Nên không lại giúp ngài. Ngài thử đi. Đây là lúc nhỏ ta không thích mặc y phục có chỗ giá. Nhà ta nghèo, không có tiền mặc y phục mới. Mẫu thân ta liền đắp vào chỗ giá một hình vẽ xinh đẹp, như vậy ta sẽ thích mặc. Cô nương khéo tay quá. Ta thì chỉ biết khâu đại chỗ đắp giá. Thiên hạo tiểu tướng quân, chúng ta ngày tháng còn dài, sau này ta từ từ dạy ngài. Ê, chờ một chút, ta còn hai mũi khâu nữa. Để ta may thêm một lát. Mật tính mà Lục Trúc nhắc tới là lẽ nào Bách Sự Thông trước khi chết đã để lại hậu thủ? Không hay rồi, nếu không kết thúc triệt để chuyện này, chuyện trong bản đồ năm xưa chắc chắn sẽ bị bại lộ. Nửa năm trước, chuyện không hay rồi, đại tiểu thư trúng độc ngay trong nhà, chưa biết sống chết. Cái gì chứ? Làm sao đại tiểu thư lại? Lâm tiêu sư, ngươi canh chừng kỹ tiêu vật, tiếp tục lên đường áp tiêu. Để ta xác định được Đan Thanh đã an toàn, sẽ thúc ngựa phi nhanh tới đuổi kịp tất cả mọi người. Nhưng phải nhớ cho thật là kỹ, không được mở cái hộp đó ra nghe chưa? Tiêu chủ không muốn để cho bất kỳ ai biết bên trong đó được cái gì, nhớ kỹ đó. Dạ. Thiếu chủ cẩn thận. Thiếu chủ cẩn thận. Năm đó kế hoạch của Dương gia hoàn hảo tới như vậy, quyết không thể vì sơ suất của ta mà bị nắm được điểm yếu. Tiêu Huy, tìm hai tử sĩ có thân thủ tốt, có chuyện lớn cần làm. Dạ.
Sùng Dĩ, quả nhiên là ngươi. Ở trên này có khắc họ và tộc quy của ngươi. Chỉ cần ta tra nghiệm ra độc dược trên ngâm châm là quyết đàng qua thì chứng cứ sẽ xác đáng. Ngươi và Di Thân Dương sẽ không thể nào thoát được. Mẫu thần y, ca ca sao rồi? Dùng hết y thuật cả đời ta cũng chỉ có thể cầm cự được một ngày thôi. Một ngày? Chỉ có một ngày? Độc này giống loại độc năm xưa đang thành đã trúng. Cũng may lúc nãy là ta đã dùng ngân châm để phong bế đại nguyệt toàn thân của ngải, ngăn chặn huyết độc công tâm, lại dùng an thần hương giữ mạng sống, miễn cưỡng có thể gắng gượng tới ngày mai trước khi trời sáng. Không có thuốc giải e là lành ít dữ nhiều. Vậy con đổi máu cho huynh ấy. Lúc Đăng Thanh bị trúng độc, ca ca cũng đổi máu cho huynh ấy, kéo dài mạng sống được nửa năm. Con không được đâu. Con đừng quên, con và ngải không hề có chút quan hệ huyết mạch. Ta ra bên ngoài coi sao, chắc là thuốc đã nấu xong rồi. Ngày ấy tới từ khi nào? Từ tướng quân.
Đan Thanh và Từ Sơn. Bỏ đi, đại tiểu thư, nếu Từ tướng quân đã nghe thấy rồi, chi bằng hãy nói sự thật với ngài ấy đi. Từ tướng quân có điều không biết, Thẩm tiểu thư là nghĩa nữ năm xưa Thẩm lão gia đã nhận nuôi. Vốn dĩ cũng không phải bí mật gì, chỉ là phụ thân sợ ta bị thiệt thòi cho nên mới không công khai. Là ta đường đột rồi. Lúc nãy chúng ta đuổi theo Sùng Dĩ nên ta mới định tới Thẩm gia bàn bạc đối sách, nhưng mà không ngờ làm phiền tiểu thư và thần y nói chuyện. Tướng quân cũng không phải người ngoài, sao lại là làm phiền? Chỉ là bọn ta đang nghĩ cách tìm thuốc giải cho ca ca. Ca ca chỉ còn lại thời gian chưa tới một ngày. Chưa tới một ngày? Vậy lúc đầu Đan Thanh trúng độc được chữa trị thế nào? Năm xưa là thiếu chủ tìm được thần Long Thảo giải độc cho Đan Thanh, nhưng mà thần Long Thảo này rất khó mà tìm kiếm được. Để ta đi nghĩ cách thử xem. Đan Thanh, khoan sốt ruột. Lục Trúc này là người của Di Thân Dương, ta đã kêu Thiên Hạo giữ chân cô ta rồi. Bây giờ chúng ta tới đó, ít nhiều cũng sẽ hỏi được chút manh mối. Tại sao lại phản bội Dương gia? Ta không có phản bội Dương gia. Đưa tin tức giả dụ ta vào bẫy. Nếu không phải hôm nay ta làm Thẩm Tử Sơn bị thương thì đã bị bọn chúng bắt rồi, còn nói là không phản bội. Ta không có. Lục Trúc. Lục Trúc, cố gắng gượng. Người đâu? Là Sùng Dĩ sao? Đúng vậy. Cầm máu cho cô ấy trước đi. Cố chịu nghe. Không cần đâu, trên đầu có độc, nô tỳ không sống được nữa đâu. Ta xin lỗi, ta tới trễ rồi. Thiên Hạo tiểu tướng quân, không cần tự trách. Ta biết độc mà Thẩm thiếu chủ trúng. Vì thần dường có một tiệm thuốc ở đường Tây Tớ dành riêng cho Sùng Dĩ chế thuốc chế độc. Các người có thể tới đó tìm thuốc giải. Đi mau. Mau đi đi. Thiên Hậu, chăm sóc cho cô ấy. Đi. Lục Trúc. Thiên Hậu tiểu tướng quân, sau này không ai làm phiền ngài nữa. Ta ở chỗ Di Thần Dương 5 năm, mỗi ngày đều sống như bước trên băng mỏng. Chỉ để sống được đã là một chuyện rất khó khăn. Bây giờ cuối cùng ta được giải thoát rồi. Cô nương là vì để mẫu thân được sống bình yên nên không dám làm trái ý Di Thân Dương. Bản tính cô lương thiện, không muốn hại bọn ta. Làm khó cho cô rồi. Trước đây từ ngày tháng còn dài, nhưng mà mọi chuyện trên đời đều vô thường. Ta biết không thể nhìn thấy mẫu thân ta nữa. Thiên Hạo tiểu tướng, bà Âu Trọng. Lục Trúc. Cô nương thường nói ngày tháng còn dài là hy vọng có một ngày sẽ được tự do. Bây giờ
cô nương tự do rồi. Cô nương tự do rồi. Ở đây nhiều dược tài như vậy, đâu mới là thuốc giải chứ? Di Thân Dương bao hết cả chỗ này chính là để Sùng Dĩ ở đây chế độc và thuốc giải. Trên những kệ tủ này chắc chắn có những ghi chú đặc thù. Chúng ta chia nhau ra tìm đi. Đan Thanh, chỗ ta có manh mối. Trên những kệ tủ khác đều có dán ghi chú, duy chỉ có kệ tủ này là có ghi chú đặc thù, chứng tỏ thuốc độc hoặc là thuốc giải nằm ở trong đó. Quả nhiên. Chính ngân châm này làm Tự Sơn ca ca bị thương. Chuyển đen chính là có độc, không chuyển màu, hình như là thuốc giải. Đúng vậy. Cẩn thận. Không sao chứ? Không sao. Đều tại ta, quá nóng lòng. Đây không phải vấn đề của cô. Di Thân Dương và Sùng Dĩ quỷ kế đa đoan. Ngài bị thương rồi. Vết thương ngoài da, không sao đâu. Để ta cầm áo cho ngài trước. Sợ lắm phải không? Sao lại sợ chứ? Những vết sẹo này là chiến tích của ngài. Chiến tích chứng tỏ ngài ở trên chiến trường là một anh hùng dũng cảm gan dạ. Lúc tróc một cầm máu lên sẽ hơi đau, ngài cố chịu. Được. Còn một canh giờ nữa là trời sẽ sáng. Ca ca vẫn đang gặp nguy hiểm, ta lại hại ngài bị thương. Chúng ta vẫn còn thời gian, nhất định sẽ tìm được cách thôi. Không kịp nữa. Tiểu thư yên tâm đi, có ta ở đây thì nhất định sẽ có cách. Hãy
Di Dương phủ. Thuộc hạ sợ Lục Trúc sẽ tiết lộ bí mật về thuốc giải, không kịp hồi báo với Dương gia, đã tự ý diệt khẩu của ta. Là thuộc hạ vô năng, cuối cùng vẫn chưa cướp lại nó từ tay áo. Xin Dương gia trị tội. Ngươi theo bổn Dương bao lâu rồi? Kể từ khi Sùng Dĩ hiểu chuyện, đã ở bên cạnh Dương gia, đã ở bên ngài 18 năm rồi. 18 năm? Ngươi là người ở bên bổn Dương lâu nhất, cũng có thể nói là người hiểu ta nhất. Cho nên ngươi nên hiểu rõ, bổn Dương không bao giờ giữ hạ nhân vô dụng bên cạnh. Dương gia, mạng của Sùng Dĩ là ngài ban cho, phụ mẫu của Sùng Dĩ là những người từ bỏ môn phái. Từ nhỏ Sùng Dĩ đã bị môn phái trả thù, cuối cùng toàn gia người mất nhà tan, chỉ còn là mình Sùng Dĩ lang thang đầu đường. Là Dương gia đã cứu Sùng Dĩ về, cho ăn mặc, truyền dạy võ nghệ, cho Sùng Dĩ được đi học, hiểu biết lễ nghĩa. Mạng của Sùng Dĩ là ngài ban cho, ngài có thể lấy đi bất cứ lúc nào. Sùng Dĩ chỉ hận không được hầu hạ Dương gia nữa. Khoan đã, đưa đao cho ta. Được Dương gia đích thân ra tay là phúc phận của Sùng Dĩ. Đúng là bổn Dương không giữ hạ nhân vô dụng bên cạnh mình, nhưng ngươi đối với ta không phải là hạ nhân. Ta yêu cầu nghiêm khắc đối với ngươi cũng là kỳ vọng rất cao. Mạng của ngươi tạm thời gửi ở chỗ bổn Dương, ngày sau dùng chiến tích mới tới đổi. Hy vọng ngươi không để bổn Dương thất vọng. Đa tạ Dương gia khai ân. Sùng Dĩ cảm kích rơi lệ, dù đầu của rơi xuống đất cũng tận sức vì Dương gia. Đứng dậy đi. Dương gia, nó tay áo là chứng vật, bây giờ thuộc hạ sẽ đi tìm bọn người từ Trình Phong. Không cần nôn nóng, bọn người từ Trình Phong sẽ tự động ngoan ngoãn đem nỏ tay áo và tất cả chứng cứ tới đây tìm ta. Dương gia, Từ Trình Phong và Thẩm tiểu thư cầu kiến. Kêu bọn chúng tới tiền sảnh đợi ở đó. Dạ. Mục đích bọn ta tới đây, ta nghĩ là Dương gia đã biết rất rõ rồi. Vậy chi bằng chúng ta cứ nói thẳng luôn, không vòng vo, làm một giao dịch đi. Dương gia ngài là hung thủ thật sự đứng sau vụ án cướp tiêu tàn bảo đồ. Ngày trước là hạ độc Đan Thanh, sau đó khiến Tự Sơn không thể rời khỏi đội ngũ áp tiêu, sau đó lại lấy cắp bảo đồ từ trong hộp, rồi dù Sơn Phỉ tới cướp hoàng tiêu gây nhiễu loạn tai mắt. Còn bây giờ Dương gia lại giả bộ tra án tên em đã giấu tay, quả thật làm khó Dương gia, sắp đặt chu toàn tới như vậy. Nó tay áo này chính là chứng cứ, nhưng ta chấp nhận dùng chứng cứ này để đổi lấy thuốc giải cứu mạng của Tự Sơn. Tướng quân nói vậy là sai rồi. Bổn Dương cũng giống như tướng quân, đều là tới nơi này làm việc cho thánh thượng. Ngài đã mở miệng nhờ ta, vốn nên khẳng khái tương trợ. Có điều thuốc giải này vô cùng trân quý, tướng quân chỉ muốn dùng cái này để đổi lấy thuốc giải thì vẫn chưa đủ đâu. Ngài muốn thế nào? Ta muốn thế nào? Bây giờ hình như hai người không có quyền cò kè mặc cả, vậy nên ta muốn như thế nào thì là như vậy. Ta muốn ngài đem tất cả các manh mối liên quan tới tàn bảo đồ từ trước cho tới nay đều giao hết ra. Dù sao ngài cũng không dùng được nữa. Được, vậy thì làm theo ý ngài. Tất cả manh mối liên quan đến vụ án tàn bảo đồ cho tới nay đều ở thư phòng của phủ tướng quân, trong một ngăn tủ có khóa.
Dương gia, đồ vật đều ở đây, không có manh mối mà chúng ta cần. Điều tra lâu như vậy mà chỉ được có bấy nhiêu, xem ra tướng quân chẳng qua cũng vậy thôi. Dương gia quyền cao chức trọng, dòm ngó tàng bảo đồ này cũng chỉ là muốn chiếm riêng kho báu mỏ sắt đằng sau bảo đồ để mở rộng thế lực của mình. Hiện giờ thánh thượng có lòng nhân hậu, ngài cần gì phải làm vậy? Thủ túc tình thâm không bằng tay nắm tiền quyền. Nếu không cần thiết, bổn vương sẽ không đụng tới giang sơn của hắn, nhưng hắn cũng đừng hòng cản trở được ta. Dương gia tốn nhiều công sức, e là cuối cùng sẽ mua dây buộc mình. Ngài nên tự lo lắng cho bản thân mình đi. Dù gì bây giờ tới một chút chứng cứ cũng không còn, đúng không? Thuốc giải độc. Hy vọng chuyện lần này sẽ khiến ngài nhớ một điều, chính là mãi mãi cũng không đấu lại bổn vương. Chuyện Dương gia đã làm, từ Trình Phong ta không quên một chuyện nào. Chúng ta đi. Đan Thanh, Trịnh Phong, Mộ Thần Y. Tử Sơn thế nào rồi? Cử động tay chân được không? Mùi xem, ta không sao. Đừng có lo cho ta. Mùi hay mau đi bắt hung thủ về phục pháp đi. Ca ca, có chuyện gì vậy? Tại sao đột nhiên tay lại lạnh như vậy? Mẫu thần y, đây. Đại tiểu thư xin giữ bình tĩnh. Thuốc giải này có vấn đề sao? Thuốc giải là thuốc thật, nhưng mà chỉ đưa có một nửa, miễn cưỡng có thể giữ được mạng sống, chứ không thể cử động bình thường được. Nếu trong vòng một ngày không tìm được một nửa thuốc giải còn lại, nửa phần đời còn lại của Tử Sơn chỉ có thể như vậy mà thôi. Đan Thanh à, đại tiểu thư à. Thần y, ngay canh chừng Tử Sơn. Ờ à, được. Cuốn cuốn bé thích mẹ an tâm.